Xin chào các bạn đã đến với Techmart. Xiaomi, cái tên cũng đã khá quen thuộc với người dùng trong nước trong vài năm trở lại đây. Không chỉ nổi tiếng ở mảng di động mà mọi người thường gắn với biệt hiệu là giá rẻ có hình khỏe, mà Xiaomi còn được biết đến là nhà sản xuất đa dạng trong các lĩnh vực. Các bạn đã biết gì về thương hiệu này? Cùng Techmart tìm hiểu nhanh trong video này nhé. Xiaomi được thành lập vào ngày 6 tháng 4 năm 2010, bắt đầu từ một startup kêu gọi đầu tư thành công bởi 7 đối tác, trong đó có 3 tổ chức đầu tư lớn là tập đoàn Temasek của Singapore, quỹ IDG Capital, Winning Venture Partner đến từ Trung Quốc. Đây là một tập đoàn chuyên thiết kế, phát triển và bán các mẫu smartphone, ứng dụng đồ điện tử tiêu dùng cho thị trường Trung Quốc. Có lẽ những bạn hâm mộ thương hiệu Xiaomi đều biết, Xiaomi trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là hạt gạo nhỏ. Logo chữ Mi theo ký tự Latin không những là chữ viết tắt của từ Mobile Internet với hướng phát triển sản phẩm vạn vật kết nối Internet, mà còn là Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi, đề cập đến cuộc chiến mà họ phải đối mặt khi bắt đầu kinh doanh từ một startup non trẻ. Một điều thú vị là nếu như lật ngược logo chữ Mi lại sẽ thành chữ Tâm trong tiếng Hán, mang ý nghĩa là Xiaomi sẽ dùng tâm để thiết kế và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao nhất cho khách hàng. Trước đây, khi chỉ cần nói tới các điện thoại đến từ Trung Quốc thì người dùng thường có một định kiến rất chung rằng đồ gắn mác Made in China là đồ nhái và có chất lượng kém. Thế nhưng, định kiến này đã dần thay đổi trong vài năm trở lại đây khi mà các sản phẩm của Xiaomi, Huawei, Oppo hay là Vivo đều được sử dụng rộng rãi và thậm chí còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dùng. Một trong những nhà sản xuất tiên phong gỡ bỏ định kiến hàng tàu, xây dựng niềm tin về thương hiệu Trung Quốc nhưng chất lượng quốc tế phải kể đến đó chính là Xiaomi. Vậy thì điều gì tạo nên thành công cho hãng công nghệ này? Là một tập đoàn Trung Quốc nhưng đội ngũ nhân viên và ban quản trị của hãng đều là những tay lớn trong ngành công nghệ. Trong đó, nhà đồng sáng lập và chủ tịch của Xiaomi, ông Lin Bin, người trước đó đã giữ chức phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kỹ thuật của Google Trung Quốc và giám đốc mảng kỹ thuật của Google. Ngoài ra, tập đoàn này còn có một vị lãnh đạo khác với tài năng dẫn dắt là vị CEO Li Jun, từng là đồng sáng lập nên trang Youyou.com, bây giờ đã trở thành trang Amazon Trung Quốc và cũng là chủ tịch của hội đồng quản trị QC Web, trình duyệt web di động lớn nhất ở Trung Quốc. Ngay từ khi mới thành lập, Li Jun đã xây dựng Xiaomi với phương châm là phải biến công ty trở thành một tập đoàn chuyên sản xuất các dòng smartphone với chất lượng phần cứng cao cấp, xóa bỏ đi cái dớp điện thoại phần cứng nghèo nàn và chất lượng thấp khi nói về smartphone đến từ Trung Quốc. Đằng sau Xiaomi còn có rất nhiều những nhân viên giỏi đến từ những tập đoàn lớn ở Mỹ như là Microsoft, Motorola và cả Google. Nhờ cấu hình phần cứng mạnh mẽ, khả năng hoàn thiện cùng với độ bền sản phẩm đạt chất lượng tốt, trong khi mức giá bán thì cực kỳ cạnh tranh nên đã tạo thành một lợi thế rất lớn cho Xiaomi vượt ra khỏi cái mác thương hiệu Trung Quốc. Với cách làm điện thoại ngon bổ rẻ, Xiaomi liên tiếp cho ra mắt hàng loạt những sản phẩm chinh phục lòng tin của người dùng. Đến đây thì câu hỏi được đặt ra là tại sao điện thoại Xiaomi lại có mức giá rẻ như vậy? Hầu hết các thương hiệu khác thường không ngần ngại chi một khoản ngân sách lớn cho marketing, các chiến dịch quảng cáo rầm rộ của họ. Trong khi đó thì Xiaomi, công ty mệnh danh là Apple của Trung Quốc, hoàn toàn đi ngược lại. Không có những chiến dịch quảng cáo, không cần người nổi tiếng, mà hãng chỉ dựa vào sức mạnh của Internet, của mạng xã hội và các diễn đàn, hội nhóm để từ đó chuyển đi thông điệp của mình. Điều này đã giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí, từ đó cho phép hãng giảm giá bán của sản phẩm. Xiaomi cũng là một trong số ít những tập đoàn công nghệ tập trung vào mô hình kinh doanh qua mạng, không còn đầu tư các chuỗi cửa hàng hoành tráng như là Apple hay là Samsung. Tất cả mọi thắc mắc, tư vấn đều được hỗ trợ qua website hoặc là diễn đàn với hàng trăm ngàn thành viên. Còn trải nghiệm sản phẩm thì cứ mua đi, nếu không hài lòng thì gửi trả sản phẩm lại. Nhờ vậy mà Xiaomi đã tiếp tục tiết kiệm được một khoản chi phí về vấn đề mặt bằng và trả lương cho nhân viên. Xiaomi cũng đã cắt giảm được nhiều nguồn chi phí từ việc phân phối sản phẩm thông qua website và một trong những chiêu bài hút khách đó chính là flash sale. Người ta không lạ khi mọi sản phẩm mới của hãng đều nhanh chóng hết hàng trong một khoảng thời gian ngắn ít ỏi. Bài toán này phần nào đã giúp cho Xiaomi đẩy mạnh được tiếng vang của mình, đồng thời hiệu ứng di truyền cũng từ thế mà tạo ra. Một điều nữa tạo nên mức giá rẻ của Xiaomi đó chính là kéo dài dòng đời của sản phẩm. Liên tục sinh ra smartphone mới trong cùng một dòng sản phẩm trong một thời gian ngắn. Bí quyết này đã từng được chính phó chủ tịch của hãng chia sẻ. Ví dụ như Redmi Note 3 ra mắt sau Redmi Note 2 chỉ tầm 4 tháng thôi. Nhưng Redmi Note 3 vốn chỉ thay đổi về kiểu dáng bên ngoài, còn phần cứng bên trong thì vẫn thừa hưởng từ người tiền nhiệm. Như vậy thì hãng chỉ phải nhập một số lượng lớn linh kiện từ một nhà sản xuất với mức giá rẻ nhất có thể. Từ số linh kiện trên thì hãng sẽ có thể tạo ra không chỉ một mà nhiều dòng điện thoại khác nhau, giúp cho Xiaomi rút gọn được đến mức tối đa chi phí cho linh kiện, trong đó vẫn thỏa mãn được nhu cầu của người dùng với sản phẩm giá rẻ.
Nhờ vào những chiến lược đúng đắn, Xiaomi được đánh giá là một trong những thương hiệu có tốc độ phát triển thần tốc kể từ khi thành lập vào năm 2010, bắt đầu ra mắt những chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 2011. Năm 2012, hãng này đã bán ra thị trường 7 triệu chiếc điện thoại. Chỉ 3 năm tiếp theo, con số này đã tăng gấp 10 lần lên 70 triệu chiếc. Sau 5 năm thành lập, năm 2015, Xiaomi đã vươn lên vị trí thứ 5 nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Và cũng ít ai biết rằng, trong năm 2015, Xiaomi đã từng lập kỷ lục Guinness cho việc bán ra số lượng điện thoại nhiều nhất trên một nền tảng mua sắm trong vòng 24 giờ. Đủ thấy tầm ảnh hưởng và sự ủng hộ của người dùng dành cho sản phẩm của Xiaomi lớn đến mức độ nào. Những ai mà làm Mi fan thì chắc chắn sẽ biết sản phẩm đầu tiên của Xiaomi không phải là điện thoại mà đó chính là MIUI, một giao diện được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở của Android và được cài đặt sẵn trên những chiếc smartphone của Xiaomi. Từ MIUI được kết hợp giữa hai từ là Mi và UI, trong đó thì UI là từ viết tắt của cụm từ User Interface, giao diện người dùng, còn Mi được viết tắt của cụm từ Mission Impossible. ROM MIUI ban đầu được phát triển dựa trên nền tảng gốc là Proyo Android 2.2.x và CyanogenMod. Ban đầu chỉ được xây dựng bằng tiếng Trung và phát triển thêm một số ứng dụng đặc thù với giao diện và tính năng riêng bao gồm là Notes, Backup, Music và Gallery. Hệ điều hành MIUI còn nổi bật với khả năng cập nhật định kỳ thông qua OTA vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Đây là một trong những điều mà người dùng yêu thích vì nó cho thấy được sự quan tâm của Xiaomi đối với các thiết bị của hãng. MIUI cũng vẫn đang là một trong những giao diện được ưa chuộng nhất thế giới smartphone hiện nay. Cùng với sự phát triển của MIUI, Xiaomi nhanh chóng nhìn ra được tiềm năng màu mỡ của thị trường smartphone và bắt đầu tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh. Smartphone đầu tiên của Xiaomi là chiếc điện thoại Xiaomi Mi 1 ra mắt vào năm 2011. Được trang bị cấu hình cao nhưng mức giá bán ra thì phải nói là rẻ so với các đối thủ trên thị trường. Từ đó đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn khách hàng và khiến cho cả thế giới phải chú ý đến với mức giá rẻ cùng với cấu hình ngon. Smartphone giá rẻ, cấu hình khỏe dần trở thành slogan mà nhiều người dùng dành riêng cho điện thoại của hãng. Hễ cứ nhắc tới smartphone Xiaomi thì người ta cứ trầm trồ và phải chờ đợi mức giá phá đảo bên cạnh mức cấu hình hầm hố của máy. Từ đó cho đến nay thì Xiaomi cứ liên tục sinh ra hàng loạt những dòng sản phẩm khác nhau từ đủ mọi phân khúc và cũng là một trong những hãng công nghệ có tốc độ ra mắt điện thoại nhanh nhất hiện nay. Ngoài các sản phẩm mang chính thương hiệu của công ty đã quá quen thuộc với chúng ta thì Xiaomi còn có các thương hiệu điện thoại con khác để mở rộng thị trường và mỗi thương hiệu đó thì lại phục vụ cho một phân khúc khác nhau. BlackStack là dòng điện thoại chuyên game với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế tối ưu cho game, được Xiaomi tung ra để bắt kịp xu hướng gaming phone phổ biến trên thị trường hiện nay. Pocophone là dòng sản phẩm hướng đến cấu hình mạnh mẽ nhưng với mức giá cả cạnh tranh, hay được biết đến là dòng điện thoại cao cấp với mức giá phải chăng. Pocophone được ra đời phần nào đẩy mạnh chiến lược hướng đến phân khúc cao cấp để cạnh tranh với sự phát triển nhanh chóng của các đối thủ của mình. Đầu năm nay thì Xiaomi đã tách Redmi ra làm một thương hiệu độc lập, tập trung vào những mẫu smartphone tầm trung và giá rẻ. Không chỉ có smartphone mà sự thành công của Xiaomi còn đến từ gần trăm đầu sản phẩm khác nhau phục vụ mọi ngõ ngách trong cuộc sống của người dùng. Xiaomi không chỉ có smartphone, laptop, máy tính bảng mà còn hàng trăm thiết bị điện tử khác nhau như là TV thông minh, TV box, sạc dự phòng, loa, máy lọc không khí, các thiết bị y tế, tủ lạnh, đèn LED và thậm chí là cả ổ điện, bình đun nước, nồi áp suất, xe điện và hệ thống nhà thông minh v.v. Đặc biệt thì khi nhắc tới Xiaomi, không thể nào bỏ qua hệ sinh thái đa dạng của hãng. Hiện thì Xiaomi đang sở hữu một hệ sinh thái đáng ngưỡng mộ giữa thời đại IoT đang lên ngôi. Xiaomi trang bị hệ sinh thái của mình với các sản phẩm thông minh, phủ kín mọi nhu cầu của người dùng. Thậm chí không ngoa khi mà nói rằng Xiaomi đang đi trước các đối thủ và sở hữu một hệ sinh thái phong phú bậc nhất thế giới hiện nay. Xiaomi có thể nói là một hiện tượng của sự vươn lên mạnh mẽ và khẳng định được tên tuổi của mình trong làng công nghệ. Vẫn còn rất nhiều điều thú vị nữa để nói về thương hiệu này. Và các bạn khán giả của Techmag, các bạn biết gì về Xiaomi thì hãy cùng chia sẻ và thảo luận ở phần comment bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Techmag.